Chào anh em, lại là mình Du Kẹt đây. Xem những cái video đánh ranh hay là đỉnh cao thì có lẽ là anh em đã rất là chán rồi đúng không? Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho anh em một cái series, đó chính là leo chiến tướng bằng 117 vị tướng khác nhau. Lúc trước như anh em đã biết thì mình có làm 2 lần rồi đúng không? Nhưng mà khi mà mình làm xong 2 cái lần đó thì có rất là nhiều anh em yêu cầu mình làm tiếp luôn. Vậy nên thì lúc đầu mình cũng phân vân không biết là có nên làm tiếp hay là không. Sau đó thì mình mới có đưa ra một cái cuộc khảo sát anh em mà, và số lượng anh em bình chọn mình làm tiếp rất rất là nhiều luôn. Vậy nếu như mà anh em đã thích mình làm về cái series như vậy thì ngại nhưng mình không làm đúng không anh em ơi. Và mình sẽ bắt đầu cái hành trình leo chiến tướng bằng 117 vị tướng khác nhau này ở cái bước ranh đó chính là kim cương 2 nha anh em ơi. Và để rút kinh nghiệm từ 2 lần trước thì ở trong lần này mình sau khi mà đã sử dụng xong 117 vị tướng khác nhau rồi thì mình sẽ có thêm một lượt về để sử dụng 117 vị tướng đó nữa nha. Tức là tổng cộng số trận mình cần đánh đó chính là 234 trận. Và một khi đã lên chiến tướng rồi thì mình vẫn chưa dừng lại. Mình sẽ leo tiếp cho tới khi nào mà xong hết 234 trận thì thôi. Lúc đó chúng ta lên chiến tướng 100 sao là bao nhiêu sao đó không cần biết. Ok, và bây giờ thì luyện thiên quá là nhiều rồi. Để không làm mất thêm thời gian của anh em nữa thì chúng ta cũng bắt đầu vào ngay cái hành trình leo chiến tướng bằng 117 vị tướng khác nhau nha anh em ơi. Let's go. Đến với trận đấu đầu tiên thì với cái mức rank kim cương 2 như thế này, mình sẽ ưu tiên sử dụng những cái vị tướng nào mà nó đang bị out meta hoặc là yếu ở thời điểm hiện tại nha anh em ơi. Chứ nếu như mà mình sử dụng những cái vị tướng nào mà đang mạnh và hợp meta ấy thì đến lúc mà chúng ta lên rank cao rồi mới bắt đầu dùng những cái vị tướng này thì thực sự rất rất là khó lên rank luôn. Và ở trong trận này thì mình sử dụng cái vị tướng đó chính là Ajinka. Với Ajinka thì nó đã bị lãng quên từ rất rất là lâu luôn rồi anh em à. Bộ kỹ năng của vị tướng này thì sát thương nó gọi là ổn chứ không gọi là sát thương quá yếu, nhưng mà lại thiếu cơ động này, máu thì lại giấy, chiêu thức thì dễ dùng đấy nhưng mà nó là khó trúng đối với những vị tướng sát thủ như là Murad, Nagaroth vân vân. Vậy nên thì ở trong trận đấu này mình sẽ thử sử dụng Ajinka full phép. Full phép ở đây có nghĩa là mình sẽ lên những cái đồ mà có sát thương phép cao nhất luôn á anh em, chứ không phải lên những cái trượng băng hay là mặt nạ Beric nửa máu nửa phép như là bình thường mà những cái build đồ bình thường Ajinka hay lên nha. Trận này thì mình đi đường cùng với cả đó chính là Yata. Cũng khá là bất ngờ khi mà chúng ta có thể thấy được một Yata ở mức rank kim cương 2 như thế này. Chưa biết là Yata bay gà hay là bay hay đâu nha anh em ơi. Căn bản thì có thể là sẽ là một cái người chơi từ mức rank cao xuống dưới này đánh chẳng hạn đúng không anh em, hoặc là dân cày thuê. Nói chung là không có biết được đâu anh em mà. Đó nên là không có được khinh địch nha, khinh địch là hủy địch liền đấy. Ủa sồi đam cũng ổn áp phết chứ đùa đâu. Làm một pha chuyên một cùng với cả chuyên 2 thôi mà lấy được hơn nửa cái của Yata rồi. Ok, và bây giờ đã có cho mình cấp độ 4 rồi này. Yata bắt đầu lên cao để anh ta ăn được lên đánh xa. Và Yang từ trong bụi lao ra đã đánh thẳng vào vị trí của Yata rồi. Mình thì sẽ sử dụng cái ulti này hóa đá Yata, sau đó lượng đam nó là đủ để giúp cho mình có được cái chiến công đầu ở ngay từ đầu game. Rất là thuận lợi luôn ha. Chưa có thấy khó khăn gì khi mình đánh một cái vị tướng Ameta như thế này. Khoảng tầm 30 giây sau đó thì khi mà mình đi ganh từ rồng trở về, bất ngờ là Yata lao từ trong bụi ra anh em mà. Nhưng rất tiếc thanh niên này lại gãy cánh mất rồi. Mình cứ tưởng nó là dân cày thuê hay là rank cao xuống đánh, ai ngờ đâu thì vẫn là một cái thanh niên test tướng ở mức rank kim cương 2 mà thôi. Chưa gì mà mình đã thấy cái sự bất ổn của thanh niên Yata này rồi ha. Mình cũng không nghĩ là sẽ có Yata ở mức rank kim cương 2 như thế này đâu anh em mà. Và bây giờ thì mình đang di chuyển thẳng xuống đường rồng để xem là có la liếm được mạng nào hay là không đây. Sử dụng chiêu một và ép góc Alex trên cái đường về này, bắt buộc Alex phải chạy ngược lại. Và đây là một tình huống quan chiêu 2, có được cái mạng của Alex rồi. Ok, và đang trở về lane này thì thấy được Yata, mình cũng vào trong cái bụi này và mình núp để chờ cho Yata bay Yan nha. Ôi nhìn cứ tưởng Yata không biết bay, ai ngờ đâu Yata cũng biết cất cánh nó rồi bay rồi chứ. Đấy, mình thì có mặt ở trong bụi này và phục kích sẵn rồi. Vậy nên thì Yata không thể nào mà cân 2 cân 3 được đúng không? Anh ta cũng đã phải lên về điểm số và cái mạng đó thì dành cho Yan. Và tình hình thì mình vừa mới biến về xong, thấy được rằng đường rồng đang có đánh nhau này thì mình cũng tức tốc mình di chuyển xuống đường rồng để mà hỗ trợ cặp AD support tên mình luôn. Tuy nhiên thì ngay lúc mà mình tới anh ta không kịp nữa rồi anh em mà. Thì tình huống này mình chỉ tốc biến lên và có một cái pha đổi mạng lấy được cái mạng của Alex này, còn Violet tên bạn thì đã chạy về rồi. Có mặt Yata ở đây, tuy nhiên thì cái bức tường đó nó tương đối là dày để có thể Yata bay qua bên tường, cho nên là anh ta vẫn chưa thể làm gì được mình cả. Tầm này mình cứ đi thẳng về mid và tiếp tục là đẩy lính và farm lính mà thôi nha anh em ơi. Yata đã bắt đầu lên cao và có ý đồ định bay mình là sao đây. Quang chiêu 2 để ngắt đi được cái bay của Yata anh em mà. Quả đó thì mình choáng Yata lại và cũng có cho Yata bay tiếp. Và bây giờ thì Yata chỉ còn có hơn nửa cây máu thôi và anh ta bay cũng tương đối là kiểu anh ta không biết bay anh em mà, nên mình cũng không có sợ cho lắm ấy. Lại là một tình huống mà lấy được cái mạng của Yata giúp cho mình gọi được cái mạng truyền thuyết. Tình huống này thì có cây này ở đây anh em ơi, mình sử dụng chiêu một của mình trên cái đường về của Murad, nhưng mà không ngờ rằng là Murad lại quyết định là ở lại và đánh mình luôn. Cây này thì ở phía sau không có hỗ trợ gì được cho mình cả, nhưng không sao anh em ơi, tình huống này mình chết hơi ngáo một xíu, giúp cho Murad có được cái mạng shutdown của mình và anh ta trở nên tương đối là xanh xao rồi.
Như mình cũng đã nói ở lúc chọn tướng thì ở trong trận này mình đánh Ajinka theo kiểu đó là lên đồ full phép sóc đam. Không ngờ được rằng là lượng đam nó nhiều tới như vậy luôn ấy, em ơi. Đó thì là một cái là Yata cũng đã phải lên 7 điểm số mất rồi. Mình cứ nghĩ là lượng đam nó bé bé thôi, ai ngờ đâu cũng to hết chứ đủ đâu. Đó, gặp vị tướng Ajinka bị cái là gặp những cái vị tướng như là Nagaroth hay là Murad như thế này này em ơi thì sẽ rất là thất thế luôn ấy. Không có làm gì được cả này mà. Hoặc là chúng ta cũng có thể gặp là Floor chẳng hạn, để Floor khắc ulti vào một cái thôi là Ajinka gọi là không làm được gì luôn. Vậy nên đây mới chính là cái lý do mà Ajinka bị out meta nha anh em ơi. Ở phía trên này thì cây này đang solo cùng với cả đó chính là Zena. Nhưng mình nghĩ rằng cây này cũng sẽ giành phần thắng mà thôi. Bởi vì là Zena cũng đã hết sạch chiêu rồi này mà. Không bất kỳ một cái chiêu nào được có thể đánh lại trả đam lại được cho cây này cả đâu. Một vị tướng pháp sư có lối chơi là hỗ trợ và khống chế. Nhưng mà nếu như chúng ta đánh theo kiểu đó lớp bụi thì sẽ như thế nào? Ui xôi ôi, lượng đam nó gọi là đá bá cháy bò chét luôn anh em mà. Tình huống này thì Vlad đang cố gắng chạy đi nhưng mà cũng đã bị hóa đá bởi cái nội tại của mình rồi. Chiêu hai nó thảy chúng vào vị trí của Vlad và anh ta bị hóa đá. Thế là lên bảng điểm số sắp đôi luôn. Còn ngay cho mình một cái double kill. Lượng đam thì mình không nghĩ rằng nó to tới như vậy anh em mà. Là một cái thôi mà cặp AD support thì bạn không kịp trở tay luôn mà. Mặc dù là Alice đã có sử dụng cho mình cái giải trong tình huống đó. Tuy nhiên là lượng đam nó dồn vào nhanh quá đi. Thật ra Alice vẫn chưa kịp làm gì anh em mà. Có Yata ở đây, anh ta bắt đầu quay rồi, anh ta gãy cánh. Lại một lần nữa anh ta gãy cánh. Mình cứ nghĩ đâu pha này mình chết chắc đấy chứ. Ai ngờ đâu mình chợt nhớ lại rằng là Yata không biết bay anh em mà. Khoảng 30 giây sau đó thì mình vừa mới biến về xong anh em mà. Thì Murad anh ta xuất hiện ở đây, mình dồn khống chế vào liên tục luôn. Sử dụng chiêu một hất tung rồi chiêu ba đẩy ra rồi tiếp tục là choáng bằng cái hóa đá nội tại nữa. Rất là nhanh gọn thôi thì mình đã có được cái mạng của Murad rồi. Ở phía dưới này thì Yata anh ta vừa mới cất cánh lên và bay một vị trí của Gidu, nhưng mà Gidu cũng phải rất là biết chơi khi mà anh ta núp vào trong cái bụi anh em mà. Để mà né được đam ulti của Yata. Cho anh em nào mà chưa biết ấy, thì lúc mà Yata cất cánh lên thì anh em có thể núp vào trong bụi và né được sát thương đến từ thiên dực của Yata nha anh em ơi. Tầm này thì mình cũng tương đối là xanh xao, vậy nên di chuyển rất là tự tin mà thôi. Vlad này ui rất tiếc chiêu một của mình nó lại là hụt mất rồi. Bởi vậy cái phạm vi chiêu một nó hơi nhỏ một xíu, anh em ở tình huống là đẩy được Yata ra. Ngoài ra thì còn trúng thêm cả Vlad nữa, đó là một tình huống double kill dành cho mình. Lượng đam thì cực kỳ là khủng luôn anh em à. Là một pha thôi mà hai chủ lực của team địch đã phải lên 7 điểm số cực kỳ là thoáng chốc. Chưa thể làm gì cả. Và với lượng máu như thế này thì mình nghĩ rằng mình sẽ cần phải biến về thật là nhanh mà thôi. Chứ Ajinka thì không có khả năng hồi phục anh em ơi. Chỉ có cách là biến về chúng ta mới có thể hồi lại máu được. À, nhưng mà khoan nha, Murad anh ta đang bắt đầu chạy cái đường này thì mình cũng sẽ chặn đầu lại bằng một cái ulti. Và sau đó có được cái mạng Murad rồi, bây giờ thì mình sẽ cần phải biến về thôi nha anh em ơi. Ok, biến về xong thì mình cũng đang có mặt ở trong cái bụi này rồi. Giờ ta đang bắt đầu bay lên và lấy được rất là nhiều lượng máu bên phía tay mình. Zena anh ta mất đi một lần lướt, khoảng cách là đủ để có thể giúp cho mình thả dù được Zena. Sử dụng ulti này, sau đó thì dồn đam vị trí của Zena. Zena đã phải lên một điểm số. Vlad đang dính cái ulti của mình rồi. Đây xem một tình huống chiêu hai lượng đam nó quá khổng lồ khiến cho Vlad không chịu nổi mà ta phải lên một điểm số. Tiếp theo sau đó Alice thì sao đây? Alice thì anh ta né được cái chiêu một của mình mất rồi. Hay nói cách khác là mình sử dụng chiêu một hụt chứ không phải là Alice né. Mời. Cái chiêu một phạm vi nó hơi hẹp một xíu ấy. Để mà nói là nếu như mà cái muốn mang cái vị tướng Ajinka này trở lại thì thứ nhất là cái chiêu một nó phải động ra này, và lượng đam phải cho nó tăng lên thêm một xíu nữa em mà. Ulti cho đẩy nhanh lên. Đó, chứ ulti thì bây giờ đẩy rất là chậm luôn ấy. Đó, sao mà không out meta? Rồi là mọi cái yếu tố mà làm một cái vị tướng nó bị out meta là có trong cái con Ajinka này hết luôn anh em ạ. Và bây giờ thì Yata đã bắt đầu là cưng hai rồi. Yata bay lên, cầu rất là nhiều đam ulti và mình ở phía sau mình cover Yan. Đây là một tình huống cover Yan thành công, lấy được mạng của hai chủ lực bên team địch rồi. Và sau đó rất nhanh thôi thì mình cũng đã xử lý xong cái con thần Kesa. Yata đòi bay mình đẩy ra, lượng đam to phết chứ đùa đâu anh em ơi. Chiêu hai này để xem là nãy hoa này là như thế nào nha. Đấy, mình chuẩn bị tốc biến lên đẩy vào vị trí của Violet này. Ok, và ta cũng đã phải lên một điểm số trước cái chiêu một cùng với cả là chiêu hai của mình. Và ok, trận đấu này kết thúc tại đây với một cái chiến thắng dành cho mình. Trận này thì mãi kéo tới phút 15 mới win được luôn á anh em ơi, chứ không muốn win sớm tại vì Ajinka thì đâu có ép được đâu, phải nhờ thì phụ thuộc vào team rất là nhiều. Ok, chúng ta cùng đến với cái trận đấu tiếp theo này nào. Và trận tiếp theo này thì mình bị bắt vào cái thế là đi AD anh em ơi. Và để mà nói thì những vị tướng nào đang AD đang Ameta thì bao gồm là có Moraine, Thorne và Whip, mà có thêm cả Lavi nữa chứ anh em ơi. Ở trong trận này mình sử dụng cho mình cái vị tướng Moraine nha. Tầm này thì mình vẫn chưa bích những cái vị tướng khắc chế đâu anh em. Tạm thời là cứ sử dụng những cái vị tướng Ameta như thế này, đợi lên rank cao cao đã rồi bích khắc chế sau ha. Moraine ở đầu game thì cũng tương đối là yếu. Nói chung thì AD nào đầu game đa số cũng yếu thôi anh em mà. Chỉ có trừ một vài trường hợp như là Stuart này, Elsu chẳng hạn đó.
Và đứa nào đầu game cũng sẽ cần phải farm thật là nhiều thôi. Vừa ăn xong con chim thì Arthur nhảy thẳng vào mình luôn anh em mà. Và Elsu bồi thêm một viên đạn nữa. Tuy nhiên thì cái nội tại của mình nó đang ở mốc 10 trên cực kỳ là trâu bò luôn. Cho anh em nào chưa biết thì nội tại của Moren là tăng giáp và kháng phép khi mà Moren bắn thường nha. Đó, mình cứ liên tục bắn như thế này thì Moren sẽ cực kỳ là trâu bò luôn anh em mà. Có thể nói Moren làm vị tướng xạ thủ trâu bò nhất game luôn anh em ơi. Xạ thủ rồi nha em, chứ mình không có nói những cái vị tướng khác nha. Trận này thì support của mình là Senel, nó sẽ chất lượng hơn Arthur tương đối là nhiều đấy. Ấy, như em thấy thì Arthur không làm gì được ngoài chạy vòng như vậy thôi. Trừ khi là khi mà Arthur có cho mình cái ulti rồi thì lúc đó may ra sức mạnh nó ok hơn xíu, chứ tầm này Arthur vẫn tương đối là yếu anh em mà. Ui, Senel nhảy thẳng vào trung trụ luôn à. Thanh niên Senel này đánh chiến phết anh em. Nhảy thẳng vào trung trụ định là ăn luôn cái mạng của Arthur cơ mà. Arthur hơi trâu cho nên là anh ta đã phải chết ngược rồi. Tầm này thì tên bạn AD sẽ bó tên bạn yếu máu hết cả. Mình cứ thoải mái mình lao vào đánh anh em ơi. Tốc biến và bắn hạ gục được Elsu nè. Còn về phần Arthur thì anh ta cũng, mình cảm giác là trâu bò quá, cho nên mình vẫn chưa dám băng trụ và bắn đâu. Phoenix ta đã xuất hiện ở đây, anh ta muốn ganh mình rồi. Tuy nhiên thì Senel cùng với cả Nata đã bắt đầu lên. Mình nghĩ là mình có thể câu kéo được bởi vì mình cực kỳ là trâu bò luôn anh em mà. Có thêm cả cái siêu hồi máu này này, quay trở lại bắn luôn nha anh em ơi. Ăn được cái mạng của Arthur. Tiếp theo sau đó thì Phoenix cũng đã phải lên và điểm số với cái mạng để dành cho Nata team mình. Điêu thuyền đang có mặt ở đây này. Tuy nhiên thì bạn ấy vẫn chưa thể làm được gì nhiều cả. Anh em có thấy cái độ trâu bò của vị tướng Moren này chưa? Ngoài ra thì khi mà mình sử dụng cái chiêu bột này lúc mà chúng ta đã đạt được mốc 10 nội tệ, còn có thêm hút máu nữa, giúp cho mình có thể trụ đường này rất tương đối là tốt. Moren không phải là yếu đâu anh em ơi, mà bởi vì là những cái vị tướng xạ thủ khác ở thời điểm hiện tại nó quá mạnh đi. Có thể nói như là Elsu, Stuart này, con Erin chẳng hạn anh em, còn thêm cả Terry, nói chung là rất là nhiều vị tướng mà xạ thủ đáng chơi ở thời điểm hiện tại, khiến cho Moren nó bị lu mờ anh em mà. Chứ không phải là Moren nó yếu đâu. Mình đánh thì mình cảm giác là Moren đánh khỏe chứ, khỏe phết chứ đùa đâu anh em à. Tầm này thì mình vẫn cứ tập trung farm thôi nha. Có Phoenix xuất hiện ở đây, anh ta không biết dự định lao qua bên tường bắn mình luôn cơ à. Chủ động tìm đến mình thì sau đó nó chạy về rất là nhanh. Senel vẫn đang tăng cho mình. Elsu và Phoenix đang kẹt lại bên kia rồi. Tuy nhiên thì Arthur cũng lùa mình anh em à. Khi mình không thể lao lên và cứu được Senel, thôi thì không sao cả nha. Đổi lại được cái mạng của Phoenix cùng với cả Arthur là quá là lời rồi Senel ơi. Nhưng mà điêu thuyền này xuất hiện ở đây rồi, mình bị làm chậm này cái chiêu 2 của điêu thuyền đóng băng được mình. Và đóng băng thêm một lần nữa, anh ta ulti tốc biến vào vị trí của mình cùng với cả là Natalia. Rốt cuộc thì điêu thuyền cũng đổi ngược lại mạng của mình cùng với cả Natalia luôn anh em mà. Ok, và sau khi mà mình đã hồi sinh trở lại này thì đẩy lĩnh thật là nhanh vào trung trụ. Arthur tạm thời thì nãy giờ bị mình bắn có nửa cây máu mà thôi. Ôi, Senel bay đi đâu mất tiêu rồi anh em ơi. Không sao nha, mình vẫn có thể tự tin cân được cặp AD support thêm bạn. Bởi vì là Arthur giờ nó không khác gì cái bao cát cho mình đâu anh em, nó thoải mái bắn thôi. Mình thì có hút máu cho nên mình đổi máu được nha. Làm nhẹ luôn cái trụ này này. Arthur ta vẫn đang cố đép lính. Tuy nhiên thì cực kỳ là trâu bò. Quả đó mình tốc biến lên bắn thì chắc chắn là có được cái mạng của Arthur đấy. Nhưng mà mình định là mình chưa tốc biến lại cho những cái pha nó quan trọng hơn. Tập này thì cặp AD support tên bạn cũng biết đường mà lùi về rồi anh em mà. Không có ở lại mà cố gắng đép trụ nữa. Elsu ta đang từ trong bụi lù ra nè. Elsu tàn hình thì mình vẫn chưa có làm gì được anh em. Qua bên này cướp luôn con red của Phoenix nha. Từ từ Arthur ta nhảy vào vị trí của mình, sau đó mình lại bị mình đẩy ra ăn được con red rồi. Tại mình tầm này mình đoán cũng tương đối là đau rồi anh em. Các bạn là có cái thanh kiếm rồi đấy. Nó bắn liên tục rất là đau luôn nè. Điêu thuyền ta xuất hiện ở đây, tuy nhiên thì mình sẽ không mắc lại cái sai lầm hồi nãy đâu. Hồi nãy thì mình bị đóng băng chứ giờ mình có cái chiêu một mình giữ lại mình né anh em mà. Phoenix kẹt lại ở đây nè, anh ta cũng đã phải lên một điểm số rồi. Tầm này thì mình đây cực kỳ là xanh xao luôn. Vậy nên đánh rất hổ báo, qua thẳng bên đường đối phương mà cướp đi con blue này. Đang bắn liên tục vị trí của Yuka, lượng đam là đủ trước khi mà mình sử dụng ulti nữa anh em mà. Nhưng mà mình cứ sử dụng đi cho nó chắc, biết đâu là thiếu xíu đam lại cây cứu anh em ơi. Arthur thì anh ta đang có mặt ở đây rồi, tuy nhiên thì mình rất là trâu bò luôn. Và lượng đam mình trả lại cho Arthur rất là nhiều, khiến cho ta phải xách cái dép mà cắm đầu chạy điên rồi. Arthur một lần nữa anh ta xuất hiện ở đây, tuy nhiên thì trên dưới chân của mình đang có con bùa đỏ này, có sự làm chậm. Tầm này Elsu anh ta xuất hiện ở đây để mới thay coi vào vị trí của Arthur. Tuy nhiên Arthur làm gì thế kia? Anh ta định bọc đầu mình không cho mình chạy về hay là sao vậy anh em ơi? Hình như là Arthur hơi khinh thường mình một xíu thì phải. Tiếp tục là lại để lính vào trong trụ này và ép cố gắng lấy luôn cái trụ này. Tầm này bắn rất là đau rồi, đẩy Yuka ra này. Anh ta nhảy xuống từ vị trí của mình, tuy nhiên thì mình tốc biến ra, mình tìm một vị trí an toàn và liên tục xả ra. Điêu thuyền cùng với cả Yuka đã phải lên mình điểm số rồi. Tay bè vẫn còn đó là Phoenix cùng với cả Elsu, vẫn chưa thể nào win luôn được cái trận đấu này đâu. Tôi bắn vào Phoenix này, lượng đam liên tục bắn vẫn tiếp tục là bắn. Ôi nhưng mà Phoenix câu khá nhiều thời gian ấy chứ, anh ta nhảy qua nhảy lại liên tục. Nhưng mà về phần mình thì mình quá là trâu đi. Như anh em thấy thì nãy giờ mình đang hút máu lại liên tục này anh em. Đó, cứ bật cái chiêu một lên là mình hút được rất là nhiều máu. Con Moren thì nếu mà còn mana thì chưa cần phải bê về anh em mà. Một con Moren mà còn đầy mana thì nó sẽ còn đầy máu nha.
cứ bắn lính bắn quái hồi lại lại đầy thôi. Và tầm này thì mình rất là xanh rồi, sẽ cần phải ép tem bạn nha anh em ơi. Đó, cứ cố gắng là đứng ngoài này bắn. Úi xồi, đắng đau chưa, bắn cực kỳ là đau luôn, liên tục bắn này anh em ơi. Từng thành viên, từng thành viên một tem bạn mà không chịu nổi phải lên một điểm số. Úi, làm thêm phát người Elsu lên bảng luôn rồi. Và à, thôi cũng tương tự là như vậy, hiện tại chỉ còn có đúng mỗi mình Yuka thôi, là Yuka làm sao có thể đép được ở đây đúng không anh em. Và trận đấu này thì lại tiếp tục kết thúc ở đây với một cái chiến thắng dành cho mình. Ok, đến với trận đấu tiếp theo này thì mình sẽ sử dụng cái vị tướng Alan nha. Alan mà trước khi chỉnh sửa lại ấy, thì cũng có tương đối là nhiều người chơi đấy, chứ không phải là ít người chơi đâu anh em. Mà kể từ khi mà làm lại con tướng này xong cái là giờ không thấy một ai chơi luôn. Rồi là cái tỷ lệ thấy Alan cực kỳ là thấp ấy, giống như là mình đánh cả 200-300 trận may ra mới thấy được một trận mà Alan được sử dụng. Và chúng ta hãy cùng xem là sức mạnh của vị tướng này lâu ngày bị lãng quên sẽ như thế nào nha. Trận này thì mình cầm Alan đi rừng anh em mà. Đó, đi rừng thì nói chung đầu game cứ phải farm thôi, tại vì Alan là một cái vị tướng chức tướng cần đồ, chứ đầu game chưa có đồ đã chưa đánh được ai đâu. Tí nữa hồi mà phải có tầm 2-3 đồ mới mạnh được anh em ơi. Ở đầu game thì rừng tên bạn cũng lựa chọn cái con thần cây sa để ăn đầu tiên, vậy nên thì không có bất kỳ một cái trở ngại nào mà ngăn cản mình ăn cái con rồng này cả anh em mà. Nên cũng ăn con rồng rất là suôn sẻ luôn ha. Ở tình huống này thì khi mà mid mình vừa di chuyển ra đường xong thì bất ngờ là Yu xuất hiện mà ta combo thẳng vào luôn anh em mà. Vậy nên thì mình cũng tới để có thể cover mid tay mình trở về này. Tại vì lượng đam của mình chưa có quá nhiều đâu, vậy nên thì cần phải có mid tay mình bồi đam vào thì mới có thể hạ gục được Yu nha. Chứ không là Yu nó tương đối là cơ động ấy anh em, nó có thể chạy đi bằng chiêu 2. Mình thì cũng có chiêu lướt tới đó, nhưng mà chiêu lướt tới này nó lạ lắm, lướt được có khúc ngắn ngủn mà. Tầm này thì Yu cũng lên bảng rồi nên mình cũng tranh thủ qua làm luôn cái con blue này nha anh em ơi. Nhường cho mid tay mình đi, chứ mình thực sự là cũng chả cần blue cho lắm ấy, để mid tay mình ăn cũng được. Và khi mà làm xong con blue thì mình cũng với cả mid tay mình quyết định là qua bên con red và làm luôn con red anh em ơi. Nó vừa làm xong con red thì mình thấy rằng là Roker tay mình cũng tương đối yếu máu với hết mana ấy, mình định đẩy lính giúp, nhưng mà Magenga cũng di chuyển lên đây xuất hiện này, mình combo thẳng vị trí của Magenga luôn. Nói combo vậy chứ con Alan này có mấy chiêu thức đâu anh em ơi. Ok, vừa đủ đam một cái mình lui ra liền này. Yu ulti vị trí của mình, tuy nhiên mình vẫn đang chém liên tục chém. Ui trời ơi, mid tay mình bồi thêm đam nữa lại là ngon luôn anh em mà. Vừa cướp được blue, cướp được red hai bùa đối phương, có thêm cả mạng của Yu cùng với cả Magenga, cứ gọi là sắp đôi liên tục ha. Và một khoảng thời gian sau đó khi mà con red này nó vừa hồi lại thôi là mình cũng tranh thủ mình qua anh cướp liền luôn anh em mà. Bất ngờ có một điều là hai anh chàng này anh ta đã thủ sẵn trước ở đây rồi, thủ sẵn trước thì mình cân luôn ha, chứ biết sao giờ ha anh em ơi. Đó, tầm này mình có được hai món rồi này, có một cái đồ rừng cùng với cả đó chính là cái thanh kiếm, món co của mình đó, món đồ quan trọng nhất của mình đấy anh em. Thanh kiếm là cái quan trọng nhất dành cho Alan nha, không có thanh kiếm thì thực sự rất là khó đánh luôn. Và tiếp tục ở cái tình huống này á, thì mình đang đẩy lính anh em mà, lên định làm thêm một đợt nữa, bất ngờ là Celica xuất hiện, mình giả vờ mình chạy đi, sau đó mình quay lại này, đó khiến cho Celica không kịp trở tay. Dù ở phía bên kia thì người ta đang farm quá nhỏ, nhưng mình nghĩ rằng Yu đang hết ulti rồi anh em mà, hồi nãy là Yu hết ulti mất rồi ấy, cho nên giờ mình đánh thẳng vị trí của Yu luôn. Ok, và thành công hạ gục được Yu rất là dễ dàng này, double kill nha. Nhưng mà máu của mình rất là ít luôn rồi ấy, con Alan này thì không có hút máu, mình sẽ phải biến về sớm thôi, sau khi mà ăn xong cái con blue này mình sẽ về nha. Ok, và bây giờ mình lại tiếp tục qua bên con red của Yu và cướp luôn cái con red này anh em mà, gọi là cướp bù liên tục luôn ấy, cướp nó đã gì đâu, gọi là ăn bù nhà mình không có thích, không có sướng bằng ăn bù bên rừng tên bạn anh em ơi. Ôi chết chết rồi, bị Omen kéo lại rồi, thôi không sao cả nha, tên mình ở phía sau thì vẫn có thể thành công và lấy được cái trụ này, giải cứu mình khỏi cái trụ mà pha vừa rồi để cho Omen nó một chấm máu chạy đi, tiếc thiệt luôn ấy chứ. Bây giờ lại tiếp tục cướp blue thôi anh em ơi, cướp bù liên tục Amina này. Để mình test đam xíu thử coi như nào nha anh em ơi. Đó, test cái lượng đam của Alan khi mà đã có được 3 món đồ, chém tăng như chém chuối luôn mà. Có thêm trọng Magenga nữa, ngại gì không quấn luôn nha anh em ơi. Thoải mái mà, ui xồi ôi. Đúng là cái con Alan này khi mà có đồ rồi cũng rất là ok ấy. Anh em nào mà rank tính anh hoặc là rank cao thủ đổ xuống cứ sử dụng vị tướng Alan mà leo rank anh em mà. Dễ chơi mà lại dễ trúng thường nữa. Nhưng mà lưu ý là anh em đầu game phải farm thôi nha, đừng có đánh nhau quá là nhiều. Đầu game anh em cứ cố gắng là có đồ đã, có tầm 2-3 món đã, rồi lúc đó anh em cứ fan, gặp cứa nào là fan cứa đó luôn anh em mà. Rồi xong, Celica đi lẻ với chúng tôi, lướt chiêu 2 lên ulti luôn không? Rồi ulti luôn anh em ơi, phí lần lướt chiêu 2, lỡ Celica tốc biến chạy đi ấy. Đó, 7 tốc biến như cái lúc mà bạn ấy ngậm luôn kìa, ngon chưa? Và bây giờ thì lại tới tiếp mục test đam như thế nào nha anh em ơi. Đây, nhảy thẳng ulti vào Mina luôn, chứ không có nhảy thẳng Celica. Ôi Mina ulti sớm đấy, từ này chém, ui đã gì không đã ấy. Đam gọi là to phết chứ đùa đâu anh em ha. Ok, và tay bạn mất đi 4 thành viên rồi. Tầm này còn có đúng mình Mina à anh em ơi. Mina làm sao cân 5 được đâu anh em ơi. Nó ra lên chém tiếp này. Ây da, trời ơi, Mina cầm một phá nữa chứ. Bột phá cái mình ngừng của tại mất tiêu. Trận này mình lên 2 cái năng lượng anh em à. Ok, và trận đấu tiếp theo thì lại kết thúc lại với một cái chiến thắng dành cho mình nữa nha. Tầm ranh này đánh khá là nhàn ấy anh em ơi. Lên anh cao xíu thì nó mới gọi là kịch tính được ha.
Ok, và chúng ta cùng đến với cái trận đấu tiếp theo này nào. Trận này mình quên quay từ lúc chọn tướng anh em mà. Anh em thông cảm anh em xem từ khúc này luôn nha. Tầm này thì mình hơi yếu máu hơn Volcat một chút xíu và quyết định là solo khô cùng với cả Volcat luôn. Bất ngờ là thanh niên kia làm một cái bọc phá mình ngẫm của tội mất tiêu rồi anh em mà. Cái con Arduin thực ra thì nó không có yếu đâu nha, thực sự rất là mạnh luôn ấy. Nhưng mà rất ít người biết cái con Arduin này mạnh. Vậy nên thì mình sẽ đem con Arduin này vào rank đánh cho anh em xem, để mà những anh em nào chưa biết con Arduin này nó mạnh tới cái mức nào thì sẽ chứng kiến sức mạnh của Arduin và tiếp tục mà mang con Arduin này vào leo rank nha anh em ơi. Pha này thì mình va chạm cũng với cả là Volcat ở mid này, nhưng mà tạm thời thì mình lên cho mình cái level 4 thôi, còn Volcat thì đang level 3 thôi. Mình cố gắng lượm Volcat thời nhanh để không có cho Volcat lên level 4, có thêm cả gia ta bồi đam nữa nên bộc phá thêm là vừa đủ đam luôn, khiến cho Volcat không kịp trở tay bật ulti để mà chạy đi nha. Tình hình thì rừng tên mình đang để lên ở phía trên kia ấy, mình đang có một cái pha núp bụi và thế là Vera không ngờ được mình ở trong bụi, lượm nhảy luôn cái mạng của Vera trong tình huống này, bộc phá cái S mạng này. Nói cái S vậy thôi chứ ai ăn được ăn đúng không anh em, cả hai người cùng đánh mà, chứ có phải là Butter đánh nửa tiếng đồng hồ xong rồi mình vào mình bộc phá cái mình ăn mạng đâu. Đối với con Volcat này thực sự là Arduin không có ngán đâu anh em ơi, đó lên cứ gặp thằng này là bữa luôn nha anh em. Mà hiện tại đang có cái con lính tiên phong Kesa này bắn tương đối là đau này, mình sẽ vừa đánh vừa lùi nha, không có cho con tiên phong con lính nó quýnh mình anh em ơi. Ulti cái bộc phá này đó, ulti của mình có cái khống chế anh em, khi mà chúng ta ulti là chúng ta sẽ choáng tướng địch nha. Mình bộc phá luôn khiến cho Volcat không kịp xuống ngựa, làm luôn cái trụ top tên bạn này. Tầm này Volcat làm gì được mình đâu mà anh em ơi, mình rất là trâu luôn ấy. Cứ để làm cái trụ này xong rồi tính tới Volcat sau nha. Đó, quýnh này anh em ơi. Tầm này Volcat đang hết ulti rồi ấy, cho nên cứ thoải mái thôi. Thôi chạy đi bạn ơi, còn lại làm gì nữa. Không biết là thanh niên này kiểu tiếc nuối cái gì mà không chạy luôn á anh em. Máu mình thì càng tụt mà máu của Arduin, máu người ta càng lên mà không chạy mới đau ấy chứ. Đẩy luôn cái trụ này nha. Rồi có giây phút ở đây rồi. Tạm thời mình lùi ra một nhịp này. Test xem là giây phút có trong bụi không. Á cha, có trong bụi thiệt luôn này em ơi. Muốn solo thì solo luôn nha. Một giây phút nó hơi trâu một xíu ấy. Tại máu nó càng ít là miễn thương nó càng nhiều. Cùng với cả có cái chiêu 2 nó hồi máu lên liên tục. Mình đánh cũng hơi nhọc một xíu. Cuộc chiến giữa hai con trâu bò này mà có thêm con ruồi mũi đó chính là cái con Volcat. Ok, làm được cái thằng giây phút này tiếp theo, sau đó tới Volcat này luôn. Xuống ngựa nhanh đấy, xuống ngựa để bất tử nhanh đấy bạn ơi, nhưng mà cũng phải lên bảng thôi chứ Volcat đâu có chiêu gì chạy nữa đâu. Con Volcat ngoài đi bộ ra thì đâu có chiêu gì chạy đâu đúng không anh em, tại vì bạn ấy cầm cho mình bộc phá chứ bạn cũng không cầm tốc biến. Có thêm cả Yon nữa, lao thẳng vào Yon, quýnh Yon luôn nha anh em ơi. Bịt trời ơi, anh em thấy cái lượng đam không, nó đâu phải là đam bé đâu anh em, đam to cực kỳ luôn. Nhưng mà tầm này mình vẫn chưa có kháng phép anh em, nên Vera combo mình hơi đau xíu. Ôi da, Volcat xuống ngựa nhanh thế, chưa kịp bộc phá nữa anh em mà. Thôi tạm thời lui ra nhịp nha anh em ơi, bộc phá cái này, ăn được mạng của Volcat, còn Vera thì thôi bỏ đi. Tại vì giờ mình vẫn chưa có cái kháng phép ấy. Một hồi nữa nó combo mình thêm phát nữa là mình đi chắc luôn. Tạm thời lui về nhẹ một nhịp nha anh em ơi. Ok, và sau khi mà mình đã lui nhẹ về một nhịp, mình biến về mình hồi đầy máu rồi anh em ơi. Giờ gặp ai là đụng luôn nha, cứ đụng là trụng liền luôn này. Đó, quýnh vô Yon trước đi anh em ơi. Quýnh mấy kia sau, tại mình có giáp thống cổ ấy, Yon nó càng bắn mình nó càng thụt máu rồi anh em ơi. Bộc phá có nhẹ cái double kill luôn rồi. Giờ thêm Mina cùng với cả giây phút này mình trâu lắm anh em ơi. Cái con Arduin này nó trâu điên trâu quỷ luôn ấy. Đó anh em thấy cái sức mạnh của nó chưa, cực kỳ là trâu bò và mạnh luôn. Không phải là yếu như là nhiều anh em thường nghĩ, của Arduin này ông meta không ai đánh là yếu đâu nha. Thực ra là tại cái ngoại hình nó mình nghĩ là nó xấu ấy, cộng thêm cả cái lối chơi nó không có nhiều những cái chiêu lướt hay là nhiều những cái chiêu đẹp mắt, nên là người ta hơi kén chơi cái vị tướng Arduin này, chứ thật ra Arduin mạnh lắm anh em à, không yếu đâu nha. Thôi hỏng rồi anh em ơi, mình quên mất là team mình còn có cả Aya nữa này. Tầm này mà Arduin Aya thì ối rồi anh em, xem team bạn bắn rồi không vào máu được mình luôn mà. Bịt, ok có cái double kill bắn rồi là team bạn không có đánh vào máu mình được luôn ấy anh em mà. Bật cái thánh thuẫn lên cho con Vera nó combo tốn ít máu lại. Thôi anh em ơi, tầm này thứ gì chịu nổi nữa, double kill này. Rồi tiếp tới con Vera này luôn đi, con Mina chứ anh em. Quýnh nó cứ càng quýnh nó càng lên máu cỡ này thì thứ gì chịu nổi đúng không anh em ơi. Bộc phá cái nhẹ ăn mạng này, tay bạn mình vô tội hết 5 thành viên rồi anh em mà. Và thôi rồi lùm ơi, trận đấu này cũng kết thúc ở đây. Rất là chóng vánh luôn với cuộc chiến thắng dành cho mình nha. Đó, còn Arduin thực sự rất là mạnh nha anh em, chứ nó không yếu đâu nha. Chẳng qua là rất là ít người biết tới nó mạnh đấy. Nên là bây giờ anh em cứ mang vào rank và anh em trải nghiệm cái sức mạnh của nó đi, xem như thế nào ha. Đến với trận đấu tiếp theo này thì Aya bất ngờ là được thả ra anh em mà. Mình thì không có thích chơi con Aya này đâu, nhưng mà thôi, đang ở mức rank này nó được thả ra nữa, mình xử lý nhanh gọn lẹ con Aya này luôn đi, rồi chơi những cái vị tướng khác nha anh em. Thực sự mình không có thích chơi cái con Aya này gì đâu anh em mà.
chơi nó chán bỏ sừ ra tiền đậu lên người ta không chả có làm gì luôn ấy. Mình thì mình không thích chơi những cái vị tướng như thế này em à. Nhưng mà để nói về Aya thì Aya nó sẽ cực kỳ là mạnh luôn nha anh em. Tuy nhiên thì với một điều kiện là anh em sẽ cần phải có một người bạn đánh cùng, và người bạn đó đánh kiểu dạng đánh tốt ấy, em đánh đủ tốt để mà Aya đậu lên đầu ấy. Nói chung thì trận này cũng không có quá nhiều thứ để quay đó, nó cũng chỉ đơn giản là như vậy thôi anh em à. Cứ đậu lên đầu xong rồi để cho người ta đánh, mình búp giáp, mình búp đồ thôi. Game này thì mình thấy là tu lên đánh ổn áp nhất cho nên mình đậu lên tu lên nha anh em ơi. Đó, úi xồi ôi, để cho tu lên hủy diệt tên bạn luôn này. Trận này đậu ai cũng được hết anh em à, đậu Erin, đậu Nagaroth hay là đậu Arduin gì cũng được hết. Nhưng mà tuy nhiên thì mình thấy tu lên trận này đánh rất là tốt luôn. Là mình đậu lên tu lên thôi anh em, mà mình cảm giác ai đánh hay nhất thì mình đậu người đó thôi nha. Chứ không phải nhất quyết là cứ đậu AD mới là chuẩn chỉ đâu anh em à. Đầu những cái vị tướng khác ở những cái lane khác cũng được, miễn sao mà họ đánh tốt, họ gánh tem là win là ok thôi anh em. Đâu có nhất thiết là phải đậu lên AD lúc nào cũng đậu lên AD đâu ha. Tầm này mình tăng trụ anh em mà, tăng trụ cho tu lên, định băng trụ bắn lùm luôn thằng Violet đó, nhưng mà tu lên hơi không hiểu ý, tu lên lại chạy ra. Đó, và bây giờ thì tu lên đang chạy xuống dưới đường này rồi. Bị hất tung lên này. Sau đó thả lôi điệu vào Karissi, thành công có được các bạn Karissi. Bò thì sao đây? Bò tướng rất là trâu, nên vẫn chưa làm được nhiều cả. Tầm này tu lên xanh quá xanh rồi anh em mà, có thêm cả Aya đậu lên. Úi xôi ôi, là một cái thôi mà Violet cùng với cả Karissi bốc hơi luôn mà. Chưa kịp làm gì nhiều cả anh em ơi. Đấy. Giật bò giật cực kỳ là đau luôn. Vẫn đang liên tục lẻ ép thêm được anh em mà. Đấy. Tiếu cái lôi điệu này chết kìa. Ô, bò không đỡ cho Yu luôn à. Và đó chứ mình nghĩ là bò không cố ý ấy, anh em. Đứt chưa một tới xong rồi gồng mà không cố ý đâu. Xong Yuka luôn. Trụ còn tầm 2000 máu kìa. Tu lên hơi có vẻ hơi sung thì phải. Đang muốn lấy mega kill chăng? Có cho mình cái triple kill rồi. Mình giải cho tu lên để cái để hồi lại máu này. Nhưng mà Arduin là người ăn được mạng của bò này, mà sau đó là tu lên bị Violet bắn ngụm của tỏi. Ôi, ok. Ở trận này thì mình cũng nghĩ là sẽ kết thúc ở đây mà thôi anh em à. Quýnh trụ là xong cái game này rồi. Đó, lại là một cái chiến thắng dành cho mình nha. Tầm này Violet đòi chơi đội solo với Arduin sao được đúng không anh em? Ok, đến với trận đấu tiếp theo này thì mình sử dụng cho mình vị tướng Maya nha anh em ơi. Vị tướng này thì gọi là Almeta nó khỏi phải bàn luôn rồi ha. Gọi là không tỷ lệ thì mình thấy được cái vị tướng này nó còn thấp hơn những vị tướng mà mình vừa đánh khi nãy đúng không anh em à. Kiểu như gọi là không thể thấy được một ai mà đánh cái vị tướng Maya này luôn ấy. Để xem là sức mạnh của vị tướng này nó ra sao mà người chơi là người ta lại kén chơi cái vị tướng này tới mức vậy ha anh em ơi. Đầu game thì mình đi đường cùng với cả đó chính là Arthur này. Đó, Arthur quýnh liên tục vào mình, tuy nhiên thì mình có khả năng hồi máu anh em mà. Tầm này đổi máu cùng với cả Arthur cũng được, sau đó là một pha ao bờ nhây có cho mình cái chiến công đầu. Con Maya này hút máu rất là nhiều luôn nha anh em ơi. Đó, cho nên là khả năng trụ lên cực kỳ là tốt. Chưa kể là không có xài mana nữa nha. Con Maya này vừa không xài mana mà có khả năng hồi máu liên tục nữa. Thì trụ đường rất là tốt luôn anh em ơi. Còn ở trong combat thì mình không biết như thế nào. Hồi trước thì Maya được đánh rất là nhiều nha anh em. Hồi trước Maya cầm vào đấu giải nhiều lắm á. Cái lúc mà con Maya này mới ra này anh em ơi. Còn giờ thì không thấy ai chơi nữa luôn rồi. Có lẽ là bởi vì những cái vị tướng khác nó đã quá áp đảo đi. Tầm này mình thấy Yu xài chiêu hụt ấy. Cho mình cứ tự tin mình đánh thôi. Chiêu 2 của mình sắp hồi hút máu lại nữa này. Ok. Đây chỉ là một cái pha đổi mạng. Và mình nghĩ là cái pha đổi mạng này lời nha anh em ơi. Bởi vì rừng tên bạn lên đây mà. Nếu mà rừng tay bạn ngụm ở đây thì đâu có áp lực gì cho lên tay mình đâu đúng không? Đi với con Arthur này thì nó cũng tương đối là đù ấy. Kèo này kèo dễ nên mà, không gọi là kèo quá khó. Mình cứ đứng mình xả chiêu như thế này thôi, cũng tự động mình ăn kèo nữa. Đó, không có ulti luôn mà anh em ơi. Chấp Arthur nguyên cái ulti luôn mà. Đó, tiếp tục nữa này, anh em ơi solo cũng phải càng Arthur này nữa nè. Nói chung thì đánh nhàn lắm anh em à. Cứ vậy thôi chứ biết làm gì hơn đâu. Đi top mà anh em. Thà game này đi mid, đi rừng nữa có nhiều cái để làm, chứ đi top thì cứ solo rồi đẩy trụ đẩy lính rồi thôi. Rồi đi tại vì của Maya này nó hơi tù nữa, mình lười đi ram. Chứ để mà nói thì đánh như cái vị tướng đi top thuần khác thì Ryuma, rồi Yuka, rồi Jaina, anh em đi ram liên tục luôn ấy chứ. Còn đánh con này nó tù quá, mình lười đi ram. Giờ mình băng trụ mình chơi Arthur này luôn nha anh em. Cái ulti của mình nó có né được đam trụ á. Này bật ulti Lavo này. Ok, ăn được mạng qua Arthur xong rồi chạy ra thôi anh em à. Con này thì cũng có cái đam tay nha anh em ơi. Đam tay của nó là đam phép ấy, để trụ cũng ổn đấy, chứ không phải là để trụ quá chậm đâu. Phun ti tiếp này, ôi chết rồi, tên bạn bao vây nhiều dữ vậy. Mà chắc mình nghĩ là không sao đâu nha anh em ơi. Đó, chiêu 2 này, con này cân tem được anh em. Con Maya này mà xanh lên thì nó cân tem được nha. Đó, thoải mái thôi mà, triple kill này, con voi này. Con voi này nghĩ là gần ăn được mạng của mình đấy. Nhưng mà thật ra khi mình xài cái chiêu 2 là mình hút được cục máu nữa. Cuối cùng là con voi nó bị hớ luôn, giúp cho mình có cái quách kill.
đánh thì đánh căng thẳng 1-4 thôi vậy đó anh em ơi, nhưng mình hơi nhàn tại vì rank này còn rank thấp ấy, vẫn chưa có nhiều cái kịch tính. Pha đó kiểu mình thấy cảm giác nó khá là bình thường ấy. Lên rank cao vậy, ui pha đó đẳng cấp đấy anh em. Mà tầm mức rank này mình thấy bình thường quá. Ulti này hút máu tiếp này, nó chạy về ở trong pha này rồi, vẫn chạy về được anh em à. Cứ tưởng Diu lao vô quýnh mà luôn chứ ai ngờ đâu nó sợ. Và đó gặp mình đánh Diu mình lao thẳng vào luôn, đổi được cái mạng ngu gì không đổi luôn anh em. Mình làm con Maya có 11 mạng, đang 11 mạng mà xích đao được mình vàng không á. Đổi mạng thì lời chứ đâu có lỗ đâu đúng không anh em. Anh em để ý mấy thằng bên kia mà nó xanh quá, anh em đổi được mạng anh em đổi luôn cho mình chứ. Ngại gì mà không đổi đúng không. Đánh con này chán quá, giờ mình lên mình định cân tem luôn nè em ơi. Cân tem chứ đỡ chán chứ nãy giờ mình nói thiệt là mình chán lắm luôn rồi á. Đó, úi xời ơi, chết nè, Kali chắc rồi. Ôi đừng là bảo Kali không ngụm nha. Ồ đúng rồi, Kali phải ngụm chứ. Xong ngụm được đúng không anh em. Còn AD tem bạn nè, chiêu 2 đánh thường cái nè. Rồi tóc biến ra. Xong rồi anh em ơi, chết ơi. Rồi Diu đủ tầm ulti vô chứ. Quả đó mà kiểu mình thả Diu được thêm xíu nữa là Diu chết rồi. Ok, và sau khi mà mình đã hồi sinh lại nữa thì giờ mình tiếp tục mình đi cân tem nha anh em ơi. Chứ rồi chả có gì làm ấy. Diu ulti trước luôn rồi này. Ulti trước thì ngụm đi bạn ơi. À da, có thêm cả teo nát ở đây nhưng mà đam mình to lắm. Làm cái teo nát bốc hơi luôn mà. Ôi chết 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 à thôi. Trời ơi. Nó ulti xong nó bộc phá trụ bắn thôi anh em à. Thứ gì chịu nổi thì cái chứ. Mới hồi sinh đây lên cân tem xong giờ ngẫm nữa rồi. Rồi cái mình vừa hồi sinh ra mình chưa kịp làm gì mà tem mình đã làm hết luôn rồi anh em. Đùa nhau à. Rồi rốt cuộc cái game này win trận này nó win luôn rồi anh em nha. Mình còn chưa kịp làm gì nữa. Ok, kệ nãy giờ chắc là mình cũng có gánh tem rồi đúng không anh em. Nãy giờ mình cân tem liên tục luôn mà. Ok, trận đấu này lại kết thúc ở đây. Và với một cái chiến thắng đó dành cho mình nha anh em ơi. Và video tới đây cũng tương đối là dài rồi ấy. Mỗi tập thì mình sẽ đánh 6 con nha anh em ơi. Mỗi tập mình sẽ đánh đúng 6 con thôi. Đó, tại vì thời lượng video nó có hạn anh em mà. Đánh nhiều hơn thì video nó bị dài quá, anh em xem nó cũng chán chứ đúng không? Ok, và mình xin phép anh em được kết thúc video tại đây nha. Và nếu như mà anh em thấy video này hay á thì mình mong là anh em hãy để lại cho mình một like, một subscribe. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ bên gia đình anh em nha.